Đó, đây là đề kỳ 2, toán 7, đề số 9. Bài tập 1, mời bạn bài 1, lập bảng tần số. Mời bạn Huy này. Đây lập bảng. Lập bảng tần số IA. Vâng. Mấy dòng, mấy cột? 2 dòng, 1, 2, 3, 4, 5 cột ạ. 2 dòng 5 cột. Ok, 6 cột, 6 cột. Tính cả cái cột giá trị với tần số là 6 ạ. rồi cái bảng điểm đẹp. Đây là giá trị x. Giá trị 0, 1, 2, 3, 4 ạ. Tần số số 0. 5 ạ. 1 5 là 6. 2, 12. 3, 5. 4, 2. N bằng 30 ạ. rồi. X trung bình thì bằng bao nhiêu? Huy. Ghi luôn ra kết quả x bằng 0 nhân 5 này. 1 nhân 6 2 nhân 12. 3 thì nhân với 5. 4 nhân với 2 n là trên 30 ạ. bằng bao nhiêu? Bằng 53 phần 30. 53 phần 30. Xấp xỉ bao nhiêu? Xỉ 1,77 ạ. 1,8. Rồi. Em làm tròn hết rồi là 77. À, 77 chứ À, đâu thành vâng. 78 đi. Vâng. 1. Đây là ý B. Đây là ý A. 1. Mà không bằng bao nhiêu? Không. Số nào xuất hiện nhiều nhất? Số 2. Ok. Bài 2 cho ra thức M. Sau đó là tìm bậc của M. Đấy. Sữa đồ quái bị cắt cắt như nào? Sao? Đấy. Tìm Thì bậc bài vì tôi chứ. tìm bậc của đa thức M. Vâng, đầu tiên là nhóm M bằng bằng âm x mũ 5 cộng Có phải thu gọn mở không? ngoặc. Có phải thu gọn không? Có rút gọn được. Thu Có rút gọn. gọn Nào. sẽ bằng âm x mũ 5 cộng mở ngoặc mx mũ 3 Đây, âm x mũ 5 này, còn x mũ y 5 không? y trừ đi Âm x mũ không 5 này. cộng với mở ngoặc mx mũ 3 y mũ 2 trừ đi x mũ 3 y mũ 2 Trừ đóng x mũ ngoặc. 3, y mũ 2 ở đây gì? Vâng. Rồi cộng với mở ngoặc nữa. 2 phần 3x bình y mũ 5 trừ đi x bình X đã được. bình y mũ 5. Đây. Vâng, xong rồi trừ xong rồi cộng với 1 phần 3x bình y mũ 5. À, cộng 1 Được phần chưa 2. ạ? 1 phần Cộng 1 3 phần này. 3. Ừ. Chưa? Rồi. Rồi còn tiếp theo sẽ là trừ x Đây. bình y mũ 5. Ở đâu? Chưa chưa. Nhầm, 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 nhầm. Ừ. Trừ với x
chứ cộng 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 với 2x mũ 3 trừ đi 7 rồi cộng 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 2x trừ đi 7. Đây. Vẫn còn sót một số nữa là số âm x bình y mũ, âm x bình y mũ 3. Âm x bình y mũ 3. Rồi. Đấy. Bằng âm x 5. X bằng âm x mũ 5. Cộng 9. với 9x Này. Rồi. 3 cộng với x cộng với x bình y mũ 5 cộng với 2x lập trừ 7 trừ x 3 bậc là 7. Bậc Bậc là 7 ạ. rồi. Rồi. Rồi, ok. Đây, xóa đi. Ok. Thu gọn thì chúng ta mới chắc được đâu là bậc. Tìm nghiệm các đa thức. Thì A. Xét. Em thưa thầy, cho fx bằng 0. Suy ra 45 cộng 5x bằng 0. Ra 5x bằng -45. Suy ra x bằng -9. Vậy nghiệm của fx nghiệm của fx là x bằng âm 9 thì B Huy GX bằng 0 hay trừ 3 nhân x cộng 1 phần 4 bằng 0. À, tương đương với 2x trừ 3 bằng 0. Cộng 1 phần 4. Nên x sẽ bằng 3 phần 2. X bằng âm 1 phần 4. Vậy nghiệm của Gx là sẽ thuộc cái tập hợp 3 phần 2 âm 1 phần 4 nằm trong hai cái số này. Chúng ta xét hx bằng 0, tức x bình trừ 7 bằng 0. Thì C tương đương với x bình sẽ bằng 7. X sẽ bằng căn 7, âm căn 7. Cộng trừ căn của 7. Vậy nghiệm của HX là x sẽ thuộc cái tập hợp âm căn 7 hoặc là căn 7. Rồi, chúng ta thấy như sau. AX
thì bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 5x cộng 3 bx thì nó là 3 thách vượt 4 bằng x mũ 4 thẳng x mũ 4 trừ x lập cộng 4x bình trừ 5x cộng 3. Thì A ở đây là chúng ta tính mx bằng ax cộng b. Mx ax cộng b. Vâng. Chúng thấy dòng trên cũng dòng dưới, đây là x mũ 4. Đây là số cộng ở giữa đây. X mũ lập trừ x lập hết. Nên là cộng 4x bình. À cộng x bình. 5x trừ 5x hết. Cộng 6. Đó, đây là IA. Đây, cái này chính là MX. Tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện IB. À, đoạn 2 là AX trừ IBX là phép trừ dòng trên trừ dòng dưới thành âm x4 cộng 2x lập kết hơi lệch chút kết lại đấy trừ b sẽ bằng x4 này trừ 2x lập à, cộng 2x lập trừ 7x bình cộng 10 không có số 3 nào đây chính là nx thì b m1 thay số 1 vào m thì bằng 1 mũ 4 đây chúng thay vào đây một mũ bốn cộng một bình cộng sáu bằng tám. Người ta hỏi vậy x bằng một có phải là mx không, thì chúng ta thấy là thay m một vào, thay x bằng một vào thì kết quả nó bằng tám, khác không, suy ra x bằng một không phải là nghiệm. Của mx IC tìm nghiệm của mx chúng ta làm IC xét mx bằng 0 sẽ tương đương với x mũ 4 cộng x bình cộng với 6 bằng 0 tương đương x mũ 4 cộng x bình bằng âm 6. Cái này vô lý thì x mũ 4 thì lớn bằng 0, x bình cũng lớn hơn bằng 0 với 7, còn âm 6 thì nhỏ hơn 0. Một số lớn hơn 0 hoặc bằng 0 không thể bằng số âm được. Vậy mx vô nghiệm hay là không có nghiệm nữa.
chúng ta gọi từ vô nghiệm cho nó hay, tức là không có nghiệm, ghi là không có nghiệm cũng được. Chúng ta vẽ một cái hình tượng trưng, cạnh là AB bằng 2, cái là 5. Hai, hai này là hai đơn vị chứ không phải 2 cm, hai đơn vị, hai đơn vị, còn thôi tôi ghi là hai đi, hai đây là 5. A B C, còn cái cạnh BC 26 cm, riêng 26 cm nó không phải là đơn vị đâu, mà vẫn minh nào. Thưa thầy, vì tam giác ABC vuông tại A nên AB bình cộng AC bình bằng BC bình. À rồi. Mà BC rồi bằng 26 cm nên suy ra AB bình cộng AC bình bằng 26 bình. Suy ra AC bình cộng AB bình bằng. Rồi ok, anh làm vậy thay vào V tam giác ABC vuông tại A, giả thiết suy ra AB bình cộng AC bình bằng BC bình. Này là định lý Pythagore. AB bình chúng ta vẫn để là AB bình cộng AC bình bằng 26 bình phương. 26 bình phương bao nhiêu nhỉ? Rồi. Mà AB trên AC, AB trên AC bằng 5/2. À vậy hình vẽ mình bị sai rồi. 5 to hơn, đây phải là C, đây phải là B, đây phải là C. Đó. AB to hơn, AB phải dài hơn. Suy ra AB bằng 5/2 AC. Từ đó suy ra thay vào kia kìa. 5/2 AC tất cả bình phương cộng AC bình phương bằng 26 bình phương. Ta không cần phải tính là 26 bình là bao nhiêu đâu. Cái này là 25/4. 25/4. 25/4 cộng 1. 25/4 AC bình phương cộng thêm 1 là 29/4. Bằng 26 bình phương. Vậy thì AC bằng 26 bình phương nhân 4 trên 29. AC sẽ bằng 13 nhân 2, 26 nhân 2 là 52. 52 trên căn 29. Đó, căn kia ra. Nó bắt tính là tính AB và AC. Suy ra AC, suy ra AB sẽ bằng 5/2 nhân lệ 52 trên
căn 29. Vậy là 26 nhân 5. 26 30 0 như 3. 2 là 10 như 3 là 13. Trên căn 29. Làm này đơn giản vậy thôi. Chúng ta vẽ cái hình, vẽ tam giác cái vuông trước. Vẽ góc 60 độ. Góc 60 độ. Chúng ta là ABC, nó B là 60 độ. Trên BC ở đây sẽ cho BA, BD. BA trên BC lấy điểm D. BA. BD. BA BD hai đoạn này bằng nhau, chứng minh tam giác BAD đều. BAD đều, tia phân giác góc B cắt AC tại Y. Tia phân giác góc B cắt AC tại Y. À, muốn vẽ tia phân giác thì các em có thể vẽ một cách xịn sò như thế này. Chúng ta dùng cái thước hai lề, là cái thước như là thầy giáo đang dùng đây. Đây. Chúng ta có thể là lấy cái màu khác đi. Tí là tập tẩy đi. Đây, vẽ một cái đường đây. Xong vẽ một cái tia nằm ngang. Đúng một cái lề AB. Đó. Thì nối cái này là thì được, sẽ được tia phân giác. Chúng ta tải đi. Y phân giác góc B này, này bằng nhau là B1 bằng góc B2 cắt AC tại Y, chứng minh tam giác IBC cân, chứng minh D là trung điểm của BC, cho AB bằng 6, tính đấy thì mẹ đấy. Thì A này. BA BD. BA bằng BD. Giả thiết suy ra tam giác ABD cân tại B. Mà là góc ABD mà góc B bằng 60 độ, ABD bằng 60 độ. Giả thiết tam giác cân có một góc 60 độ thì do đó suy ra tam giác BAD đều. Vậy thôi. B. Thầy là ta có BI là tia phân giác của góc BAC BI nên là tia phân giác. Tia phân giác của góc BAC. Giả thiết nên suy ra là góc
ABI tức là góc B1 bằng với lại góc IBC rồi, B2 đặt bằng và bằng ABC sáu đừng C vội trên 2 bằng 60 trên 2 bằng 30. rồi. Hay là có set tam giác ABI có góc Tiếp đi, em cứ nói đi. là có góc ABI cộng với lại góc IAB cộng với góc BIA bằng 180 độ. Và Mục tiêu của em là định tính cái gì? hay là em tính góc BIC bằng 120 độ xong rồi em sẽ suy ra được là góc CBI cộng với lại à bằng với lại góc ICB bằng 30 độ. Rồi cái đấy thì cũng được nhưng mà xét nó là ABC vuông tại A, vuông tại A có góc C cộng với góc ABC, hai góc vuông hai góc nhọn phụ nhau nhé, tính chất là thằng vuông. Góc C cộng 60 độ bằng 90 độ tương đương góc C bằng 30 độ, từ đó suy ra góc C bằng góc B2 thì cùng bằng 60 độ, từ đó suy ra tam Bằng giác 30 độ. IBC à, 30 độ suy ra tam giác IBC là IBC cân tại Y. Ok. IC góc A1 góc A2 góc A2 bằng 60 độ do cái tam giác ADB ABD đều, đó suy ra góc A1 bằng 90 độ trừ đi góc A2 bằng 90 độ trừ đi 60 độ bằng 30 độ, từ đó suy ra A1 bằng góc C đều bằng 30 độ cả. Suy ra tam giác ACD cân tại D. Đó suy ra DA thì bằng DC. Tính chất là nó cân. Mà DA bằng DB tính chất tương tác từ đó các em suy ra DC bằng DB hay là suy ra D là trung điểm. D là trung điểm BC. BC. Ta có theo IC. Ta có DA bằng DB. DA bằng DB. Bằng AB. Bằng luôn CD bằng 6 cm. Tóm lại tam giác đều này, AB bằng AD bằng DB mà lại lúc ấy lại bằng CD nữa nên là tất cả bốn chỗ này bằng 6 cm. Thì đó suy ra BC sẽ bằng 6 cộng 6 12 cm.
áp dụng nghịch lý Pythagore thì có. Áp dụng nghịch lý Pythagore ta có BC bình phương, AB bình phương cộng AC bình phương. BC bình phương tức là 12 bình phương. AB bình phương là 6 bình phương cộng AC bình phương. Em tính xem AC bình phương bao nhiêu? Mình một trăm bốn mươi bốn trừ đi 36 8 108 AC bằng căn của 108 cm. Thôi ta có thể làm cách hai như thế này. Góc C bằng 30 độ này theo IC. À, đối diện với góc 30 độ bằng đường ở cạnh huyền thì đó suy ra AB sẽ bằng BC trên 2. Tính chất tam giác vuông. Góc đối diện à, cạnh đối diện góc 30 độ. Góc 30 độ trong tam giác vuông. Trong tam giác vuông. Ta phải tắt chứ. Từ đó suy ra ABC bằng 2 lần AB bằng 2 nhân 6 bằng 12 cm. Xong lại áp dụng Pythagore. Đó. Đây là cách số 2. Giống gần giống cách 1 thôi nhưng mà xử lý đoạn trên khác một chút.